Dắt qua chùa Cát Trắng để nghe thầy thuyết pháp giảng kinh. Thầy thấy bao nhiêu người giàu sang tham vắng vì chưa giác ngộ, kẻ nghèo khó là kêu khổ là bởi chỗ vô minh, hạnh phúc kia là tự tạo tâm mình, tham sân si với gạt giờ quá rồi.